Có những điều mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là sự thật. Anh trai áo đen đi đến làm trò con bò để người ta dí theo. Khi mọi người đã sập bẫy thì chạy nhanh vào nhà chốt cửa lại và bắt đầu thực hiện kế hoạch mang những chiếc áo tồn kho lâu năm ra để live stream. Còn không quên bốc phét đó là những người đang chờ xếp hàng để mua sản phẩm của nhà tôi. Đúng là ý tưởng hay, vừa lừa bán được hàng lại không tốn tiền thuê diễn viên quần chúng.